mặt nạ rau củ, đôi chân lông lá, quần áo kỳ quái và một giáo viên đang nổi cơn thịnh nộ. Hãy cùng xem những tình huống kỳ quái ở trường chúng mình trong video này nha. Một cuộc cách mạng đang diễn ra trong lớp học. Cuộc chiến giấy. Đỡ nè. Và giờ là lúc cùng nhau tấn công Danny ngồi bàn đầu. Đạn giấy của chúng mình vô tình bay trúng Copperpool rồi. Đó là do các em bắt đầu trước nha. Copperpool sẵn sàng tham chiến. Không phải tự nhiên họ gọi cô là Die Hard đâu. Sẵn sàng, nhắm, bắn. Thật không may, tia nước không mạnh như Copperpool mong đợi. Vũ khí của cô ấy thậm chí không đến được bàn đâu. Rất tiếc, cô Die Hard ạ. Bữa trưa tại nhà ăn. Em xin lỗi cô Copperpool. Mét ngáng chân em. Em không cố ý biến cô thành bà tiên salad đâu. Nhưng cô Copperpool không giận. Cảm ơn rau của em nha Danny. Món bổ sung tuyệt vời cho bữa trưa của cô. Ăn nhiều rau tốt cho cô mà. Cô Copperpool đang gặp một chút rắc rối. Váy của cô bị nhăn và nó không chịu về đúng chỗ. Và tất nhiên cả lớp đã thấy. Mình không hiểu chúng đang cười cái gì. Có chuyện gì vậy ta? Cô Popcorn ơi, cô có một chút nếp nhăn ở phía sau. Gì? Cái đó. Vậy em nên nói ngay chứ. Cô gặp chuyện này thường xuyên. Thôi hãy tiếp tục bài học nha. Matt quyết định ăn mặc theo style Marilyn Monroe. Chắc chắn các chàng trai trong trường sẽ rung rinh trước cô. Thành công rồi. Yeah, một cô gái ấn tượng đấy. Một ngôi sao thật thụ. Nhưng cô bạn của Matt lại ghen tị. Mình không giúp cậu nữa đâu Matt à. Tự cầm máy sấy luôn đi. Ô không, xấu hổ chết mất. Danny có một sở thích đặc biệt. Cậu ta thích bắn đạn giấy bằng ống hút. Nhưng lần này cậu ta xui xẻo rồi. Viên đạn bật ra các bức tường và hạ cánh ngay trên trán của cô Copperpool. Chuyện đó có ai ngờ. May mắn thay cô Copperpool không hề giận dữ. Mà ngược lại, phong cách mới này khiến cô nhớ đến mối tình đầu của mình. Chính anh, Krishna yêu dấu của em. Em nhớ anh rất nhiều. Tụi em đã biết quá nhiều cô Copperpool à. Cô Purple đang rất giận dữ. Cô tìm thấy cả đống bùa gian lận trong tiết kiểm tra. Nhưng Megan đã kín đáo nhét bùa vào một trái chuối. Giờ cô nàng đang lén lút nhìn dưới lớp vỏ. Một giải pháp tuyệt vời. Chúng mình cần dỗ cô Purple. Mình sẽ tặng quà cho cô. Cô Purple đây là... À cô biết đấy, em cần thêm năng lượng. Em thôi ngay. Bỏ quả chuối xuống và làm bài đi. Bút của Matt hết mực rồi. Không sao, mình sẽ thổi ngòi bút và chắc sẽ dùng thêm được chút nữa. Nhưng mẹo vặt đôi khi cũng có tác dụng phụ. Megan, mặt em bị sao vậy? Em có ổn không? Nhìn em không được ổn cho lắm. Miệng của Matt dính đầy mực. Nhưng cô nàng không nao núng. Chỉ việc giả vờ đây là kiểu trang điểm mới. Giờ đang có mốt môi thâm mà. Mọi người không biết sao. Mình cố tình đấy. Thì màu son mới này hợp với em đấy Matt. Rất là phong cách. Hi Alice, tụi mình sẽ tổ chức lễ hội hóa trang ở trường hôm nay. Cậu nhớ hóa trang nha, tụi mình chờ đó. Wow, một dịp tuyệt vời để mặc bộ đồ hóa trang yêu thích của mình. Nhưng đó chỉ là một ngày bình thường. Chúng mình nghiên cứu tiểu sử của Leonardo DiCaprio như thường lệ. Ủa, ngày hội hóa trang đâu? Hóa trang đáng xấu hổ nhất đang trên người em đó Alice. Tìm chỗ cột con ngựa rồi ngồi xuống học đi. Chào, từ giờ mình sẽ học lớp này. Chuyện gì thế? Cô nàng mới chọn đúng chỗ không nên chọn. Đây là chỗ của tóc đỏ. Cậu nên... À mà thôi, quá trễ rồi.
Nè, cậu là ai vậy? Chào, mình là sinh viên mới. Tuyệt, nhưng cậu đang ngồi chỗ của mình mà. Ra chỗ khác đi, đứng dậy. Nhưng đây đâu có ghi là chỗ của cậu. Có đó, tên mình đây nè. Xin lỗi nha. Mét đang âm mưu một trò đùa với giáo viên. Cô Purple sẽ không thấy gì khi không có kính mắt. Chào buổi sáng các em. Kính của cô đâu rồi ta? Cha điểm danh nha. Megan có mặt. Mắt xanh có mặt. Danny cũng ở đây. Và Alex có mặt. Cả lớp ai cũng có mặt. Tuyệt, Megan. Cậu bật đoạn ghi âm để trả lời cho tất cả mọi người. Kế hoạch đỉnh đó. Nhưng Megan đã sơ suất không tính đến một chuyện. Cô Purple có kính dự phòng. Megan, cả lớp đâu rồi? Cô nghe giọng mọi người mà. Gì vậy? Thật là đau đớn khi bạn nghĩ mình là cô nàng khách quê mình quyến rũ. Meow. Mà anh chàng chỉ thấy một nàng mọt sách lượng thượng. Lại là cậu, đừng đeo bám mình nữa. Matt đang khoe khoang về kiệt tác mới của mình. Hãy nhìn màu sắc này, sắc thái này. Mình có điện thoại. Có vẻ như ai đó bị dị ứng với nghệ thuật. Achi! Chết rồi, mình đã làm gì? Cô nàng này đang chảy nước mũi. Mình cần sửa nó lại ngay bây giờ. Không có tác dụng rồi. Hãy thử vệ sinh nó xem sao. Không, còn tệ hơn. Tốt thôi, mình sẽ vẽ đè lên nó. Hãy làm cho mũi dài hơn một chút. Và tô đậm mắt. Và thêm một nụ cười Mona Lisa. Giờ mình thích nó hơn nhiều. Mình có nên thêm vài chi tiết. Nhưng Megan đã trở lại. Danny, nhìn này, đây là mình. Hả? Wow, thật là một cái khung đẹp. Gỗ tốt đó. Chúng mình biết cậu sẽ thích nó mà. Không, phải mang cơn ác mộng này ra khỏi đây ngay. Chụp hình nào, hãy làm điều thú vị đi. Đếm đến 3, nhảy lên nha. 1, 2. Chết rồi, mình nghĩ mình đã nhảy sai cách. Xin lỗi nha, Alex. Một nhóm các anh chàng cơ bắp đẹp trai bật chế độ nữ thần. Mình tính sai một tí. Giờ các anh sẽ đỡ mình dậy. Không, mình chỉ lấy lại quả bóng thôi. Nè mấy cậu, đi thôi. Ai cũng có chỗ ngồi ngoại trừ mình. Chà, mình sẽ lại phải ăn trưa trong nhà vệ sinh rồi. Ít nhất chỗ ngồi VIP của mình luôn luôn trống. Khoảnh khắc khó xử đó khi bạn không thể tìm thấy lớp học vào ngày đầu tiên vào đại học. Xin lỗi, đến không đúng lúc. Và đây là gì? Narnia. Mình đang ở đâu? Đây là cổng không gian sao? Có ai không? Hãy giúp với. Bạn có thích những tình huống khó xử ở đại học của chúng mình không? Hãy bình luận bên dưới những khoảnh khắc xấu hổ đã xảy ra với bạn ở trường nha. Và đừng quên like video này, đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị về cuộc sống sinh viên từ kênh Trum Trum.